Mến chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, anh em nhớ cho em một like, một đăng ký. Và đợt hàng này về rất nhiều những chiếc âm ly đẹp, âm ly khủng của hãng của bên dòng Deceiver. Thì em xin được quay video cũng như là gửi đến cho anh em những cái hình ảnh mới nhất hàng về tại shop em. Và thì hôm nay em lại giới thiệu tiếp tục cho anh em một dòng âm ly thuộc phân khúc dòng G của Sơn Sui. Đó chính là G9700. Đây là một model hết số của dòng G9700 ở trong những cái phân khúc từ, tại vì anh em để ý cũng là dòng G, nó sẽ có hai G là G9700 và G9000. Thì giữa hai phân khúc đấy là hai phân khúc khác hẳn nhau của Sơn Sui. Cũng là G nhưng mà là hai cái đẳng cấp khác nhau. Đó thì 9000 thì anh em biết rồi, giá bây giờ rất là cao, lên 6 70 triệu, thậm chí lên hơn 80 triệu những cái dòng G, hơn 80 triệu với những cái dòng G9000 DB. Đó, mà nó rất là đẹp. Thì cái dòng này thì nó khác biệt so với dòng đấy, nên là không thể so sánh được. Và cái thứ hai là G9700 này là model hết số trong cái dòng G từ 4700 này, 5700, 6700 mà anh em thấy trên thị trường bán những cái dòng đấy rất là nhiều. Còn 9700 này cũng là một trong model hết số và cũng là một model rất là không có nhiều trên thị trường mà để anh em có thể là sưu tầm những cái dòng G này. Vì cái chất âm cũng như là nó đánh được cho rất nhiều những cái chất âm, những cái cặp loa khác nhau từ JBL, Bass 30, 40 và những cái cặp loa khác là dòng Mỹ. Thậm chí là ghép với Pioneer cũng rất là hợp anh em nhé, với những cái dòng G này. Thì nói chi tiết hơn về cái tình trạng của chiếc ly này thì cũng hơn một năm rồi. Sau em mới tiếp tục lại về lại một chiếc âm ly dòng G mà nó là model G9700. Với dòng này thì nó sử dụng là đèn, anh em có thể nhìn cái cụm đèn FM 108 rất là gấu, cũng như là mặt nhôm phay hai nửa, trên sẽ là mặt kính và dưới sẽ là mặt nhôm. Toàn bộ những cái núm nút, những cái chức năng ở phía dưới thì làm rất là gấu. Và chiếc âm ly này là một chiếc âm ly với cái size gọi là hết số rồi, size khủng. Với 9700 này size mặt ngang của nó lên tới 55 anh em nhá. 55 về size ngang. Chiều sâu của nó rơi vào khoảng 47. Và độ dày của nó là khoảng 18 đến 20 cm, nếu mà tính cả chân là khoảng 20 cm. Đó, anh có thể là hình dung ra một chiếc ly rất là gấu. Đây, em để cái kệ bình thường em hay quay những cái chiếc ly bình thường nhỏ nhỏ của em, nhưng anh em có thể thấy nó tràn ra cả hai bên viền rồi. Đó, là một size khủng. Anh em, những anh em nào thích chơi những cái đồ gấu thì đây là chắc là cái lựa chọn thì không hề tồi để anh em có thể sở hữu và chơi cho cái bộ âm thanh, xếp cho bộ âm thanh nhà mình. Thì G9700 em giới thiệu chi tiết hơn để anh em có thể được biết. Đó, bật sờ le lên. Thì với G9700 thì nó sử dụng là, nó không phải là vu nhảy mà nó là vu tia anh em nhé. Vu tia báo hai sóng hai bên kênh loa L và R, cũng như là cụm đèn FM phía dưới sẽ là 108. Đó, full. Và con này với cái tình trạng về thì gần như là rất là đẹp. Anh em nhìn ngay từ phần nóc này, nó có sự chảy xước đấy nhưng mà nó là không nhiều. Chủ yếu nhìn tổng thể thì gần như còn rất là đẹp. Còn đâu phía dưới, phía dưới những cái mặt nhôm phay này anh em để ý này. Em quay chậm để anh em có thể chiêm ngưỡng được con này. Để mà về được hàng rất là khó rồi, nhưng mà để mà tìm những cái con đẹp như này thì trên thị trường bây giờ không còn nhiều đâu anh em. Cái dòng G9700 này chơi bên Mỹ rất là nhiều, thế nên là nhiều khi người ta cũng không bán để mà anh em có thể mua được. Đó. Thì rất là nhiều núm nút, nhưng mà chủ yếu là những cái tính năng cơ bản nhất của chiếc âm ly. Thì nó sẽ có nút nguồn này, và nó chơi cho hai cầu A và B. Đó, nếu anh em chơi cùng đồng thời cả A và B thì anh em ấn vào thì nó sẽ chơi là giống kiểu A cộng B anh em. Đó, thì người ta thiết kế luôn là hai núm A và B. Ở phía dưới sẽ là những cái đường tinh chỉnh cho đường bass này, đường mic này và đường chép này. Đó, đây sẽ là volume tổng. Đó, chỉnh tông anh em ấn vào thì mới chỉnh được những cái giải như này. Không thì tắt đi, defect. Đó. Bên này sẽ là tính năng của loudness. Đó. Cắt giảm tần số trầm, tép anh em không nghe. Còn đây là ba lăng. Ba lăng. Bên này sẽ là núm tân ninh. Phía bên này thì những cái tính năng cơ bản như là
chỉnh chế độ chơi như FM này, AUX này, AM FM này. Trên này sẽ là FM muting này và một dọc auto nước đó, anh em có thể chỉnh ở đây. Còn đâu cái quan trọng nhất là cái độ đẹp cái mặt của chiếc ly thì anh em có thể nhìn thấy ngay. Em quay chi tiết như này thì từ núm nút này, mặt mũi này, rất là sạch sẽ, sáng bóng. Đó là đồ ngày xưa nó làm rất là cầu kỳ cũng như là rất là nồi đồng cối đá, nên là một chiếc ly sản xuất vào những năm phải nói con này sản xuất đầu những năm 80, mà để đến thời điểm này sau 40 năm sử dụng rồi mà nó còn lại được cái bộ mặt như thế này, anh em biết được chất lượng bên trong. Đây em chưa quay mặt bên trong, chưa quay nội thất bên trong thì anh em chưa nhìn được, còn đâu thì anh em có thể nhìn ngay cái mặt này. Tất cả những cái đồ này gần như là sẽ không bao giờ làm lại được em nhé. Tất cả những cái núm này, những cái vòng tròn đồng tâm này, nó phay này, thì đây là nhôm đúc hết. Đó, nhôm đúc. Đồ ngày xưa làm sở rất là sướng luôn. Quá mướt một chiếc ly G9700, đẹp xuất sắc như thế này. Thì với dòng G9700 này, và công suất rất là khủng, khi mà nó sử dụng đến 8 sò sắt và công suất ra của nó là 600W, một kênh đâu đó khoảng 150W thì rất thật sự là cũng không ngán bất cứ một cặp loa nào trên thị trường cả. Có điều là chất âm thì phụ thuộc vào tai người nghe, thế nên là với những anh em nào yêu thích về công suất nó thì vẫn tư vấn cho anh em với những cái dòng G9700 này, công suất rất lớn, 600W một chiếc âm ly nghe nhạc thì anh em biết được là nó lớn đến cỡ nào rồi. Còn bình thường những cái dòng phổ thông thì nó chỉ tầm hơn 100, hơn 200 đã là cao rồi, 200 đến 300. Nhưng con này lên đến công suất của nó là công suất tổng của nó là 600W. Còn một kênh nó phải ra hơn 100W một kênh. Đấy, anh em có thể là hình dung được cái độ lớn của nó, độ khủng của chiếc âm ly này. Còn vỏ hồi gỗ zin anh em nhé. Đây là hồi gỗ zin toàn bộ. Anh em chỉ nhìn cái đường vân này là anh em biết này. Tất cả dòng G đều sử dụng cái vân gỗ lạng kiểu như này hết. Đấy. Màu đỏ. Phía bên hông của G9700 sẽ là những cái đường cắm rút. Đó, nó thiết kế những cái đường cắm rút ở hai bên hông này, tiện anh em cắm chứ không phải cắm cho đằng sau nữa. Đó. Thì phía bên hông này sẽ là những đường cắm của Phono, Tabe, AUX đó. Tabe 1, Tabe 2 này, anh em cắm chơi rất là nhiều chế độ chơi. Phía trên sẽ là những cái FM thì anh em cắm ở đây để kết nối nó nét hơn. Phía bên hông này sẽ là cổng cắm loa. Cổng cắm loa thì nó sẽ có hai cầu AB giống như phía trước thôi. Đó. Hai rắc đỏ và đen. Chia làm hai kênh. Còn phía sau của chiếc âm ly này sẽ là dàn xo cũng như là cái tản nhiệt. Đó, cái tản nhiệt rất là lớn nằm ở toàn bộ phía sau luôn. Cũng như là số series máy, đấy cũng có thể check luôn cho anh em. Con này với cái số series là 8100 8100 30058. Và với model là Sơn Sui G9700. Đó, và chạy đa cầu điện. Vì đây là hàng xuất cho nên anh em yên tâm, tất cả cái này đều đa cầu điện hết. Và tại thị trường Việt Nam thì anh em có thể đổi cầu điện. Còn đâu bên em thì vẫn đang để nguyên bản điện Mỹ của nó là 117V, 120V đó. Đây công suất của nó là 600W anh em nhá. 600W đấy. Và tất cả những cái dòng này đều là hàng xuất Mỹ hết. Thì nó là xuất tại Nhật, nhưng mà chính ra rất nhiều anh em cũng đã hỏi em về tại sao những cái dòng âm ly nổi tiếng như thế này, kể cả những cái dòng G2000, 3000 như trước em đã review cho anh em, tại sao lại mua tại thị trường Nhật lại không có những cái hàng đấy. Mặc dù em mua kiểu gì thì mua không bao giờ có hàng trên thị trường tại Nhật. Thì cũng giải thích chút anh em là tất cả những cái model đấy đều xuất ra thị trường Mỹ. Đó, cái người ta sản xuất ra không phải để bán cho nội địa Nhật mà là bán cho người Mỹ. Thế nên là tất cả những cái đấy là yêu cầu của người Mỹ hết. Nên là khi sản xuất ra một chiếc đi đắt tiền thời điểm đấy là cũng xuất ra thị trường Mỹ để người Mỹ người ta mua để chơi. Chứ người Nhật người ta không có nhu cầu dùng những dòng AV đấy. Còn ở Nhật thì thường anh em thấy hiện tại bây giờ anh em mua được thì là những cái dòng Okufei, những cái dòng mới này, hoặc là những cái dòng âm ly như Denon thì là anh em mua rất là nhiều.
mua được đấu hàng đấu về rất là nhiều. Nhưng mà những dòng receiver và đặc biệt là những dòng sân xui nổi tiếng ngày xưa thì phải mua tại thị trường Mỹ anh em mới mua được, hoặc châu Âu. Đó thì tất cả những hàng đấy cũng giải thích cho anh em biết là vì sao nó lại hiếm như vậy mà không lại mua, rõ ràng xuất tại Nhật mà lại không có hàng tại Nhật. Đó. Ok anh em, thì em sẽ mở cái nắp bon bì ra để quay cho anh em chi tiết cái nội thất bên trong của nó. Con biết mê say.
biệt mê say, xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thơ, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thơ, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thơ, gọi nhau. Anh em, với anh em đã nghe và trải nghiệm chất âm của âm đi Satui G9700 với tình trạng rất là đẹp. Và anh em nếu thích dòng sản phẩm này, hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 325 777. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại với những video sắp tới.